Sau gần 10 tháng xác lập chuyên án điều tra, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ nhóm 6 đối tượng từ tỉnh ngoài chuyên đến thành phố Buôn Ma Thuột gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trộm cắp xe máy SH gây hoang mang dư luận. Trước đó, từ đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy SH của người dân để ngoài sân nhà hoặc dọc vỉa hè. Bọn trộm không chỉ nhằm vào các loại xe máy đắt tiền mà còn phá khóa lấy cắp rất nhanh, khiến cho nhiều người dân rất lo lắng. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Thì quá trình theo dõi thì gần 10 tháng nay thì đối với cái thủ đoạn của các đối tượng thì rất là manh động và thể hiện sự chuyên nghiệp và cũng rất là khó, vì lý do là các đối tượng hoạt động liên tỉnh và có cái sự bàn bạc cấu kết rất là chặt chẽ, là rất là gây khó khăn cho cái quá trình xác minh chuyên án này. Sau gần 10 tháng tích cực xác minh điều tra, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ nhóm 6 đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy SH trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đó là Lưu Văn Điệp, 32 tuổi, Nguyễn Văn Linh, 37 tuổi, Phan Duy Khánh, 34 tuổi, Đặng Thế Tùng, 20 tuổi, cùng ở tỉnh Lâm Đồng, Uông Văn Khanh, 44 tuổi, ở tỉnh Bình Dương và Võ Tăng Minh Đức, 37 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này do Lưu Văn Điệp cầm đầu. Điệp từng có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Đầu năm 2019, sau khi ra tù, Điệp không chịu tu chí hoàn lương nhưng muốn nhanh có tiền tiêu xài nên đã móc nối với các đối tượng còn lại, bàn bạc lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Tại vì bọn em không có công ăn việc làm ổn định cũng chỉ nên là bọn em nảy sinh ý định em rủ cùng anh em mấy anh em đi để ăn trộm xe. Khi đi bọn em mang vam phá khóa với mẹ bình xịt cay với lại cục phá sóng định vị với can xăng và để đi sang Buôn Ma Thuột ăn trộm xe. Mục đích em mang bình xịt hơi cay đi để chống trả. Em mang theo cục phá sóng để phá sóng định vị ở trong xe. Còn mang bình xăng đi thì để lúc xe hết xăng, đổ xăng, tránh trường hợp vào cây xăng bị camera phát hiện. Bọn em sang đây là chỉ lấy xe SH vì cái xe đó bán được nhiều tiền, với đường xa nên là phải lấy những xe đấy để cho nó không bị mất công. Sau khi trộm được xe thì mấy anh em nó mang xuống Sài Gòn để bán. Bọn em bán mỗi một chiếc xe là được từ 30 đến 35 triệu. Bước đầu, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ, từ đầu năm 2019 đến nay, 6 đối tượng đã đột nhập nhà dân ở thành phố Buôn Ma Thuột, lấy cắp 12 chiếc xe máy SH với tổng giá trị tài sản trên 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp khác ở các tỉnh như Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông. Từ những cái kết quả đấu tranh được ở cái chuyên án này thì chúng tôi cũng có cái lời khuyên cáo đến người dân là mình đối với những cái tài sản để ở những nơi, những vị trí mà để có sự quan sát và có cái đảm bảo an toàn, còn không để sơ hở, các đối tượng lợi dụng những cái sơ hở này các đối tượng sẽ trộm cắp tài sản. Và cái việc mà các bị can trộm cắp tài sản nó diễn ra thời gian rất là nhanh, nó chỉ khoảng tầm từ 5 đến 10 giây là các bị can đã lấy được xe rồi. Khi lấy được xe thì các bị can cũng rất là nhanh chóng tẩu thoát và rất là manh động. Nên vì vậy chúng tôi cũng đề nghị mọi người dân là nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu được 6 chiếc xe SH để trả lại cho các bị hại, đồng thời phối hợp với công an các tỉnh để mở rộng điều tra, truy tìm tang vật, kết luận xử lý nhóm đối tượng này trước pháp luật.